quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một nữ diễn viên đã ghi dấu ấn sâu sắc với vai diễn Mai Lan trong bộ phim Cô Gái Xấu Xí. Ngoài những hoạt động nghệ thuật trong nước thì hiện nay cô còn tham gia khá nhiều những dự án nghệ thuật ở nước ngoài. Xin được giới thiệu nữ diễn viên Lan Phương. Xin chào nữ diễn viên Lan Phương, rất cảm ơn chị đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Là một nữ diễn viên tài năng nhưng mà cũng đã chia sẻ rằng là có tâm hồn rất là lãng mạn. Vậy thì hẳn rằng là Lan Phương cũng rất là muốn tìm hiểu cũng như là có niềm đam mê đối với nghệ thuật ẩm thực đúng không nào? Trước đây Phương nghĩ là Phương rất tệ nấu ăn và Phương không thích nấu ăn. Nhưng mà khi mà Phương có tình yêu và mình cảm thấy mình hết sức là mình yêu người đấy thì bắt đầu mình cảm thấy được là người đó sẽ rất là hạnh phúc khi mà Phương nấu một cái gì đó. Và lúc đó, trong một năm nay, lúc đó Phương bắt đầu, phải gọi là bắt đầu mới thực sự nấu ăn. Người đó chỉ khiến cho Phương tự cảm thấy rằng là mình muốn được nấu ăn. Thế là Phương cũng chỉ nấu khoảng 7-8 lần thôi, nhưng mà Phương, cả Phương lẫn bạn Phương lẫn gia đình Phương đều bất ngờ rằng là Phương nấu ăn không hề tệ một tí nào hết. Phương nấu ăn lại còn sáng tạo, vì ví dụ Phương lấy một cái công thức ở trên mạng, sau đó món ăn nó không bao giờ giống ở trên mạng. Không bao giờ y hệt như thế, bao giờ nó cũng thành một cái gì đó khác mà Phương sẽ đặt cái tên cho món ăn theo cách của mình. Và rồi sau đó, rồi Phương bắt đầu có những cái game show, những cái gì đó mà liên quan đến nấu ăn và mọi người đều ngạc nhiên. Phương lại nấu ngon, mà mặc dù số lần Phương thực sự vào bếp thì chỉ có khoảng 7-8 lần. Là một người trẻ thuộc vào tầng lớp trí thức và rất là năng động nữa. Vậy thì không biết rằng là trong các hoạt động về quảng bá văn hóa Việt Nam đến với các nước trên thế giới thì chị đã đến với những quốc gia nào ạ? Thì có đi Đức, đi Pháp, đi Hà Lan, đi Áo, đi Thụy Sĩ thì mới... Món ăn nào của Pháp mà Lan Phương cảm thấy yêu thích nhất? Và vì sao mà nó lại tạo được một cái dấu ấn tốt đẹp đối với Lan Phương? Số món ăn mà Phương khi mà Phương đến mà Phương ấn tượng thì ví dụ như là nước Pháp thì cái món crepe fromage, nghĩa là cái bánh crepe mà bên trong có phô mai rồi có thịt nguội với lại có vậy thôi, hoặc có thể trứng vào thêm. Thì Phương cực kỳ thích cái món đấy, nhưng mà phải là những cái hàng quán lề đường, họ làm rất là ngon, mình nhớ mãi. Rồi mình rất là thích thử những cái hàng quán lề đường, những cái mà kiểu người dân người ta làm, người ta bán kiểu gọi là đường, đồ ăn đường phố ấy, mình rất là thích những cái đó. Vì thứ nhất là mình được gần gũi với người dân, mình được nói chuyện trực tiếp với họ và mình được nhìn trực tiếp họ làm như thế nào, và cái cảm giác mà giống như là rất là phóng khoáng ở ngoài đường và dừng lại một chỗ và ăn một tí xong lại đi lên một cái kia lại mua một cái gì đấy để ăn. Rất rất thích cái đó. Thích hơn là đi vào một nhà hàng khi mà đi du lịch. Nước Pháp có một nền ẩm thực rất là phong phú và tinh tế. Chính vì vậy mà những thiết bị nhà bếp của Pháp thì cũng được trang bị rất là hiện đại. Và ngay sau đây thì Linh Thủy sẽ giới thiệu đến Lan Phương cũng như quý vị khán giả một thương hiệu bếp hiện đại của Pháp, thương hiệu Braun. Nói đến nước Pháp không thể không nói đến nghệ thuật ẩm thực. Nơi đây được xem là tinh hoa ẩm thực thế giới và đã được công nhận là văn hóa phi vật thể. Cùng với nghệ thuật ẩm thực tinh hoa, sự vượt trội về công nghệ, nơi đây đã cho ra đời những thiết bị nhà bếp thông minh, tiên tiến, vượt bậc, trong đó phải kể đến Braun, thương hiệu thiết bị nhà bếp số 1 của Pháp. Chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu bếp từ cảm ứng Braun, một sản phẩm đang được các gia đình quan tâm ưa chuộng. Với bếp từ Braun, nhiệt chỉ được tạo ra khi tiếp xúc trực tiếp với đáy nồi, các vùng khác vẫn mát lạnh nên rất tiết kiệm điện năng. Với bếp từ Braun, bạn dễ dàng đạt đến mức độ mà bạn mong muốn và bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được mức nhiệt độ nấu nướng. Với hệ thống hẹn giờ lên tới 99 phút với bộ phận ngắt tự động, vì thế bạn không cần phải vấp phỏng lo theo dõi xong nấu của bạn. Thao tác xong nấu nướng, bạn chỉ cần một miếng vải bông để vệ sinh bất kỳ vết trào nào trên mặt kính một cách dễ dàng. Braun thân thiện và an toàn với trẻ nhỏ, với chức năng khóa an toàn trẻ em, đồng thời bề mặt của bếp luôn mát lạnh. Braun cũng tích hợp 10 tính năng an toàn, bao gồm tự động cảnh báo tràn và song chảo không có thức ăn, chống quá nóng, khóa phím điều khiển và an toàn với vật dụng. Bếp từ Braun sở hữu vẻ đẹp tinh tế với màu đen sáng bóng, kích thước tương thích với căn bếp đương đại, đồng thời có khả năng đặt âm tủ bếp rất đa dạng. Bếp từ Braun, thương hiệu thiết bị nhà bếp số 1 của Pháp, phục vụ một cách hoàn hảo tinh tế cho bữa ăn cũng như công việc nội trợ của các gia đình Việt. Quý vị và các bạn thân mến, với phóng sự vừa rồi, chúng ta đã được nhìn thấy sự hỗ trợ đắc lực của các thiết bị nhà bếp thông minh trong việc tiết kiệm thời gian nấu nướng và đặc biệt đó là tạo cảm hứng cho quý vị và các bạn trong việc chế biến món ăn cho gia đình của mình. Xin được cảm ơn những chia sẻ của diễn viên Lan Phương trong chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn nhãn hàng Braun đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này.